Để bắt đầu thử thách này luôn nha. Tiếp theo, sự quốc đầu tiên của chúng ta sẽ là Katana. Vì những sự quốc đầu nó khá là yếu nên mình cần một cái gì đó bổ trợ thêm đam cho nó, nên mình sẽ lấy cái áo choàng của Takakuri vì nó tăng 15% sức đánh của kiếm như vậy. Hơi màu mè tí nhưng mà thôi không sao, cuối cùng cũng hoàn thành được cái kiếm đầu tiên. Tiếp theo sẽ là Dual Katana. May mắn vãi. Thật sự là khi mình cầm những cái sợ quốc yếu như này thì chả biết combo như thế nào cho nó giết được người luôn á. Thề men. Giờ thì chúng ta sẽ đến với cây sợ quốc tiếp theo. Ui phải trưởng Cut Slash. Sự quốc tiếp theo của chúng ta sẽ là Dream Hook. Rồi, mày xong rồi. Coi như là xong rồi nha mọi người. The season's coming, cold night comes to you. Like a wave returns to the sea, into the blue. May change, but in a cycle that I can't lose. Each painful but delightful to live through. Để tăng tốc độ ra video của mình thì mình sẽ skip qua cái đoạn sự quốc này.